Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đạo hữu, vì lòng bi mẫn, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã thị hiện trên thế gian này để cứu khổ độ sinh. Để biểu tỏ lòng tri ân và báo ân lên Đức Phật, Chùa Diệu Pháp sẽ long trọng cử hành Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567 lúc 10 giờ 45 phút sáng Chủ nhật, ngày 21 tháng 5 năm 2023. Chương trình đại lễ gồm có thuyết pháp, nghi thức khánh đản, lễ tắm Phật, lễ quy y Tam Bảo, lễ trai tăng và thọ trai. Thay mặt bổn tự, chúng tôi thành tâm kính mời quý đạo hữu quang lâm tham dự đại lễ để vừa thành kính tri ân Đức Phật, vừa cùng nhau cầu nguyện Phật Pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Sự hiện diện quý báu của chư liệt vị sẽ không chỉ thể hiện lòng tri ân và báo ân của chúng ta đối với công đức giáo hóa độ sinh sâu dày của Đức Phật, mà còn tích lũy công đức thù thắng và mang lại sự trang nghiêm, thành tựu cho đại lễ. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Ma Ha Tát, Tác Đại, Chứng Minh. Trân trọng, kính mời.